Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Chúng mình đã trở lại với video tiếp theo dưới đây. Ngày hôm nay, Tin Mới sẽ cùng các bạn bàn luận đưa ra lập trường về sự việc đã làm xôn xao dư luận nhiều ngày liên tiếp trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là những anh hùng bàn phím trên các trang mạng xã hội xung quanh thông tin Trung Quốc đặt căn cứ tên lửa sát biên giới Việt Nam. Thông tin này có xác thực không? Nếu có thì điều này có ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Có đáng ngại hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với Tin Mới đi sâu vào phân tích nhé! Vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, tài khoản Twitter của South China Sea News, một tổ chức chính phủ nghiên cứu các vấn đề Biển Đông, đã đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy có vẻ như một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn thiện ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Căn cứ này cách công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang được xây dựng khoảng 40 km. Trong ảnh với vị trí đặt radar trên cao có ít nhất là 6 bệ phóng xuất hiện sát một đường băng quân sự. Dữ liệu này cho thấy căn cứ này được xây dựng vào đầu tháng 6 năm 2019. Một công trình khác bị nghi là sân bay trực thăng cũng đang được xây dựng cách biên giới khoảng 60 km. Các hoạt động này diễn ra một tuần sau khi Trung Quốc thông báo rằng các máy bay ném bom của họ đang thực hiện một cuộc tấn công giả vào hạm đội tàu khu trục USS Tedron Sovereign. Sau đó, phía Trung Quốc cũng chưa có phản hồi gì về thông tin nói trên. Thông tin vừa rồi sau khi được công bố trên tài khoản South China trên Twitter đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Với bối cảnh Trung Quốc vừa khai mạc cuộc diễn tập ngay ở vịnh Bắc Bộ phía đông Việt Nam, trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức Đại hội 13 để sắp xếp lại cơ cấu lãnh đạo, trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ về thông tin Trung Quốc đang hoàn tất căn cứ tên lửa đất đối không tại Quảng Tây, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi sẽ xác minh thông tin như phóng viên hỏi. Nhiều người Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội về câu trả lời của bà Hằng. Một nhà báo viết trên Facebook cá nhân rằng, có một trận địa tên lửa phòng không, cả một sân bay xây bao nhiêu ngày mới xong chứ có phải cái túp lều từ đâu mới xuất hiện mà không thấy, mà còn phải đi xác minh. Với cách nhìn của một nhà nghiên cứu Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là hợp lý trong tư cách ngoại giao. Ông giải thích thêm, theo tôi, thông tin này chỉ được đưa ra từ một nguồn là trang Twitter của South China Sea News. Đây chỉ là một tổ chức phi chính phủ, một số báo chí có gửi email cho nơi này để hỏi về thông tin tọa độ trận địa này, nhưng South China Sea News chưa trả lời. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam cũng cần phải xác minh rõ ràng xem có dự án quân sự này không và nó như thế nào. Hiện nay chưa có thông tin từ các hãng thông tấn lớn. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển đảo Việt Nam nhận định, khi nghe bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí như vậy thì tôi nảy ra một câu hỏi rằng Việt Nam đã phóng vệ tinh VinaSat 1, VinaSat 2 và lúc bấy giờ nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tuấn Dũng đã tuyên bố rằng kể từ đây Việt Nam làm chủ không gian thì những hình ảnh tin tức để phòng thủ đối với đất nước mà vệ tinh của Việt Nam thu được như thế nào, vai trò của vệ tinh Việt Nam ra sao. Nhìn lại trước đây, bản đồ những căn cứ quân sự của Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa cũng như Hoàng Sa được chụp bằng vệ tinh đều từ những trang tin nước ngoài. Phải chăng Việt Nam không đủ phương tiện hay là vì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt-Trung hiện nay mà Việt Nam lờ đi những thông tin này? Trung tá quân đội Đinh Đức Long đánh giá về thông tin này cũng như câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Về mặt ngoại giao thì người ta nói thế là khôn ngoan, dại gì mà khẳng định, họ phải nói sao cho họ còn đường rút nữa chứ. Còn về mặt kỹ thuật, không chắc đây là trận địa thật hay trận địa giả. Về nguyên tắc, mình muốn khẳng định thì mình phải có bằng chứng khác nữa. Ngoài cái mình nghe, đấy chỉ là bằng chứng gián tiếp thôi. Chứ nói kỹ thuật có thể là Photoshop rất giỏi nữa. Còn nếu cho là thật thì đây chủ yếu là dọa, là nắn gân nhau thôi. Bởi với kỹ thuật tên lửa hiện nay thì họ bắn tới bất cứ đâu trên thế giới, 20 km chẳng nói lên được cái gì. Dọa dẫm, nắn gân nước khác là cách Trung Quốc thường làm mỗi khi Hoa Kỳ của Tổng thống mới. Đây là điều giáo sư thuộc Học viện Quốc phòng Úc
từng nhiều lần nói với IFA cuối năm 2020. Ông đưa ra dự đoán rằng năm 2021 Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động như thường lệ để khẳng định chủ quyền của mình và một số các quốc gia ven biển vẫn giữ thái độ im lặng. Với dự án trận địa tên lửa phòng không của Trung Quốc sắp hoàn thành ở huyện Ninh Minh của tỉnh Quảng Tây, nước này, South China Sea News cho rằng mô hình ở gần biên giới Việt Nam nhỏ hơn nhiều so với mô hình mà Trung Quốc triển khai dọc biên giới với Ấn Độ và cao nguyên Tây Tạng trước đây. Ông Đinh Kim Phúc cho rằng căn cứ này chỉ mang tính chiến thuật nhằm mục đích đe dọa Việt Nam. Ông phân tích hiện nay lực lượng tên lửa chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc đã đứng hạng nhất, nhì trên thế giới, thì họ đặt sâu trong lục địa nước họ, đó là khu vực tỉnh Sơn Đông cũng như khu vực sa mạc giáp vùng Tân Cương. Không ai đặt một căn cứ tên lửa chiến lược cạnh một quốc gia cựu thù, cho dù hiện nay gọi là đồng chí. Do đó, tôi đánh giá căn cứ tên lửa ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây chỉ là căn cứ chiến thuật. Trung Quốc lập căn cứ tên lửa này nhằm mục đích răn đe Việt Nam, răn đe thái độ của Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là vấn đề Biển Đông. Việt Nam ngày càng cứng rắn hơn trong quan điểm của mình đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các điểm nóng trên Biển Đông. Việt Nam đang đa dạng hóa, đa phương hóa với tất cả các nước để đảm bảo an ninh khu vực ở Biển Đông, ở Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương. Những năm gần đây, Hoa Kỳ có những động thái mạnh tay với Trung Quốc ở Biển Đông để cảnh báo Trung Quốc trong việc bắt nạt các nước nhỏ trong khu vực. Tháng trước, tàu khu trục Mỹ USS John S. McKell vào gần Trường Sa để thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ nêu rõ các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại không bị cản trở và cơ hội tự do kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông. Khu trục hạm USS John S. McKell tiếp tục đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa để khẳng định quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là chuyến thực hiện quyền tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên ở Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Joe Biden. Một thông tin khác cũng được đưa ra theo lời các nhà phân tích an ninh như sau. Quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường mở rộng căn cứ hải quân trên Biển Đông để giúp cho hạm đội của họ có nhiều ảnh hưởng hơn trên tuyến thủy lộ chiến lược đầy tranh chấp. Cơ sở dữ liệu quân sự cho biết ít nhất trong 2 năm qua, Hải quân Trung Quốc đã mở rộng căn cứ hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam từ một cơ sở tàu ngầm thông thường, biết căn cứ này trở thành nơi có thể chứa đến 16 tàu ngầm. Ngoài ra, các tàu sân bay và thiết bị viễn thám cũng được dự kiến sẽ đóng tại căn cứ Du Lâm hoặc gần đó. Các nhà phân tích tin rằng việc mở rộng căn cứ hải quân sẽ giúp cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận Biển Đông hơn. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận và theo dõi hoạt động của các nước khác, chuyên gia Jacory Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington, nhận định rằng do vị trí địa lý cách xa khu vực Biển Đông, Trung Quốc không dễ dàng đóng tàu thường trực trên các tàu nhỏ. Vì vậy, căn cứ hải quân được Bắc Kinh mở rộng sẽ trở thành trung tâm để từ đó kiểm soát tất cả những hoạt động triển khai và bố trí quân sự ở Hoàng Sa và Trường Sa. Với những bàn luận xung quanh vấn đề này, một câu hỏi chung được nhiều người đặt ra, liệu có phải sắp xung đột? Alexander Vu Vinh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii được trích lời, đây là một tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh dọc theo biên giới nước mình. Có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng trong dài hạn, năm ngoái, Trung Quốc đã có các cuộc giao tranh biên giới giữa Ấn Độ sau khi gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực này. Trung Quốc cũng nổi giận khi Hải quân Mỹ nhiều lần cho tàu chiến vào các vùng biển gần bờ biển Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, Tập Cận Bình đã nói với binh lính hãy nghĩ tới việc sẵn sàng cho chiến tranh. Ông Colin, nhà nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho biết Việt Nam đang đề xuất các dự án thăm dò khí đốt tự nhiên mới ở Biển Đông. Vì vậy, căn cứ tên lửa gần đó có thể là một cảnh báo từ Trung Quốc. Có khả năng Trung Quốc muốn ngăn chặn các quốc gia có quyền lợi trên Biển Đông khỏi việc thực hiện các dự án khai thác ngoài khơi. Thế nhưng, theo tin mới, việc xảy ra xung đột là rất khó bởi lẽ vào thời điểm hiện tại, dù không hữu hảo gì, nhưng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam là đang tương đối tốt, quan hệ thương mại không ngừng phát triển. Hai nước láng giềng có cùng hệ thống chính trị. Đường lối xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẽ luôn cần giữ mối quan hệ hòa bình với Việt Nam giống như giữ một đồng minh bên cạnh mình. Trung Quốc hiện tại đã là một cường quốc, họ đang muốn chiếm lĩnh ngôi vị đầu tàu thế giới, vì thế họ có nhiều việc phải làm hơn là gây hấn, tạo áp lực với Việt Nam.
Ngược lại, Việt Nam là một quân đội tuy nhỏ nhưng vô cùng thiện chiến. Việt Nam có kinh nghiệm chiến đấu và có những bí mật quân sự tuyệt vời. Đụng vào Việt Nam là đụng vào con dao sắc, chẳng phải Trung Quốc mà bất cứ cuộc xâm lược nào cũng e dè. Phân tích kỹ hơn trong việc đặt căn cứ tên lửa sát biên giới, Việt Nam chỉ cách khoảng 20 km. 20 km nằm trong tầm pháo kích của pháo binh Việt Nam, ta có đủ và thậm chí thừa khả năng để tặng nước bạn cơn mưa đạn pháo ồ ạt trong vài phút. Nếu đặt sát biên giới, ta có pháo D-74 122 ly, D-20 152 ly. Nếu xa hơn từ 5 đến 10 km thì ta đã có M-46 130 ly, M-47 152 ly. Còn nếu xa hơn khoảng 15 km chẳng hạn, chỉ cần một tiểu đoàn BM-21 Red thôi, 10 phút là tất cả sẽ sụp đổ hết. Hơn nữa, pháo phản lực BM-21 Red của ta đã được trang bị đạn pháo tầm 40 km với dạng căn cứ tên lửa, nó thuộc đúng dạng mục tiêu tiêu diệt. Mục tiêu này còn lại to đùng, không thể nào tiêu diệt không chính xác được phải không ạ? Với những phân tích ở trên có thể thấy không có gì quá đáng lo phải không nào? Tin mới hy vọng rằng trước bất kỳ thông tin nào, các bạn hãy cứ bình tĩnh suy xét tình hình, tránh bị sa vào luận điệu vô căn cứ, tiếp tay cho kẻ xấu chống phá đất nước. Nếu có bất cứ ý kiến, quan điểm nào, các bạn đừng ngần ngại, hãy comment ngay bên dưới video để tin mới biết. Rất mong nhận được sự yêu thích và quan tâm từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Tin Mới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.